chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa JBL Model CF120 có xuất xứ đến từ California, Mỹ trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Với trang bị bass sub 30 trung âm và một siêu check trên Model CF120 với vẻ đẹp và vẻ sang trọng như chúng ta đang được thấy trước máy quay và đi kèm theo thương hiệu nổi tiếng đến từ California, Mỹ, một trong những model được xếp hạng sở hữu uy lực của giải trầm mạnh mẽ nhất hãng ở phân khúc bass 30. Chúng ta có thể thấy được rằng một cặp loa còn mới và còn đẹp xuất sắc trước máy quay với những thể loại nhạc mà tôi hay test từ trên TV xuống, hay còn gọi là nhạc không mất tiền, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ là ngọt ngào, chi tiết đến từng nốt nhạc và lời ca sĩ trên cặp loa CF120. Mời anh em cùng quan sát lại cấu hình này, tất cả nguyên cặp loa còn đang mới long lanh. Trước máy quay chúng ta đang được ngắm nhìn cặp loa JBL CF120 có xuất xứ đến từ California, Mỹ. Được trang bị phần thùng vân gỗ màu đen sang trọng, còn rất mới, tất cả các góc cạnh của nó còn mới keng. Sở hữu chiều cao 80, chiều ngang 43, hậu sâu tới 38cm trên cặp CF120. Công suất trung bình ở ngưỡng 500W trên trở kháng 8 ohm và nó có độ nhạy cao tới 96dB. Quý vị thấy rằng phía mặt trước của nó được thiết kế phần màu vân trắng men rất đẹp. Đây cũng là sự khác biệt của những model nổi tiếng của hãng JBL đến từ Mỹ. Với trang bị một bát súp siêu trầm đường kính 30cm, gân đúc cao su, xương đúc và nam châm tư rất lớn, hai ống hơi thở về phía sau lưng mang lại cho uy lực mạnh mẽ, vô địch ở phân khúc bát 30, trầm xuống rất sâu. Không những mạnh mà nó xuống rất sâu, cho người nghe cảm giác khi mở lớn cũng như khi mở nhỏ. Và ba giải âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Phần bên trên là một quả trung âm 12 với lưới thép bảo vệ hoa dâu phía bên ngoài và sở hữu gân xếp tẩm dầu siêu bền 2 cái râu dài. Rất đẹp, mang lại cho lời hát cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết. Và phần trên cùng là một quả check bán kèn. Chúng ta thấy rằng những dòng check nổi tiếng mang lại cho tiếng check nảy nách tách trong suốt của hãng JBL cũng được trang bị trên model CF120. Với phần logo và phần thông số CF120 Bagwell Speaker Bass Sub 30, độ nhạy 96dB trên trở kháng 8 ohm và giải tần hoạt động theo biểu đồ dB, có xuất xứ đến từ Made in USA. Quý vị thấy sang trọng không ạ? Mặc dù rằng khá là đơn giản, không cần phải cầu kỳ, nhưng chúng ta vẫn thấy được nét đẹp và nét sang trọng trên cặp loa còn đang mới long lanh. Chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa phía sau lưng.
Những cặp loa thông thường thì chúng ta tuy rằng là không được ngồi trực tiếp, nhưng quý vị có thể quan sát qua cái điện thoại và chúng ta sẽ thấy được rõ nhất. Tất cả phía sau lưng của nó cũng còn rất là mới. Hai ống hơi rất lớn về phía dưới chân cho mỗi một thùng loa. Cách đây ít hôm thì quý vị thấy rằng tôi cũng lên sóng một cặp CF120 và gần như cũng đã không nóng chỗ. Và cặp loa này thì cũng đã rất là nhiều những anh em chốt gạch miệng rồi, nhấp nhổm rồi. Và tôi test lại lần cuối cùng với cặp JBL CF120 còn mới nguyên tem cờ, chiếc máy quay trở kháng 8 ohm, công suất cho mỗi một loa ở ngưỡng trung bình 250W và cho cả cặp ở ngưỡng 500W. Có xuất xứ đến từ California Made in USA. Phía sau lưng của nó còn được trang bị chấu đấu dây đen và đỏ, hai cầu chì, một cầu chì dạng ống nổi phía bên ngoài và một cầu chì xoáy vào phía bên trong, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hệ thống loa khi chơi lớn hoặc là khi chúng ta kết hợp với karaoke. Như vậy về sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng một cặp loa khá là uy lực cho những căn phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông. Chất âm của nó đã được khẳng định trên thị trường audio, hoàn toàn không bàn cãi, đặc trưng với giải trầm rất uy lực và rất sâu, vô địch ở phân khúc 30. Trung âm và check thể hiện chi tiết đến từng lời hát và tiếng nhạc cụ trên cặp loa CF120 này. Với phân khúc tầm giá chỉ nhích hơn cặp Bose 301 Series V3 nhỏ bé. Nếu mà để so sánh đứng cạnh cặp JBL này thì có lẽ rằng nhiều cặp Bose xếp lại thì chúng ta mới thấy được nó bằng được cặp JBL. Chất âm thì đương nhiên cũng như vậy, uy lực cũng như vậy. Và với phân khúc tầm tiền thì chỉ nhích hơn cặp Bose vài triệu đồng thôi. Anh em sẽ thấy rằng nó hoàn toàn xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo. Thương hiệu nổi tiếng không bàn luận. Chất âm có lẽ ai đã từng được nghe hoặc từng được sở hữu những model này, chúng ta đã thấy rõ được chất âm cũng như sự thể hiện của những model cực kỳ là phối, dễ phối ghép âm đi. Và với uy lực mạnh mẽ, chơi đa dạng các phong cách nhạc, từ nhạc vàng cổ, tiết tấu chậm cho tới nhạc sàn hay nhạc remix. Và đặc biệt rằng đây cũng là một trong những model kết hợp với karaoke, nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời cho những căn phòng khách gia đình. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc tiết tấu nhanh và mạnh trên cặp CF120.